tội phạm mại dâm ở thành phố Hồ Chí Minh hoạt động ngày càng khó đoán khi những kẻ cầm đầu đã biến những nhà hàng, quán karaoke trở thành tụ điểm để mua phấn bán hoa với hàng loạt thủ đoạn tinh vi. Những đường dây ấy tồn tại đủ lâu đến mức gây dựng uy tín lên tới vài triệu đồng một lượt bán dâm. Tổng số tiền móc từ túi khách làng chơi được tính bằng hàng chục tỷ đồng đã đặt ra câu hỏi lớn. Đáng chú ý, những đường dây không chỉ phục vụ những quý ông mà đến đây các quý bà cũng sẽ được phục vụ tới bến. Trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Khi các quý bà có nhu cầu mua bán dâm thì số nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Núp bóng nhà hàng kinh doanh sắc đẹp. Quận 1 là một quận sầm uất ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở đó khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, lựa chọn là nơi để vui chơi giải trí. Tuy nhiên thời gian qua, một số tệ nạn đã nổi lên ở đây khi công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm. Trong đó nổi lên là tội phạm về môi giới mại dâm. Những ổ nhóm này hoạt động tinh vi, kín kẽ và lấp lang để hòng qua mặt cơ quan chức năng. Trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 có một số nhà hàng, quán karaoke nổi tiếng không chỉ với nét đặc trưng ẩm thực mà dịch vụ đính kèm ở đó là thứ níu chân nhiều du khách đã đến lần một là sẽ có lần hai. Cụ thể, núp bóng là những nhà hàng, những quán karaoke sang chảnh, những địa điểm này lại là một ổ mại dâm lớn có từ 50 đến 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Nhà hàng này phục vụ từ trưa đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau. Đáng chú ý, tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng. Nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy, nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng chất ma túy, sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách. Với hình thức hoạt động trên, chủ quán đã thu lợi bất chính từ 300 đến 500 triệu đồng một ngày và khoảng 10 tỷ đồng một tháng. Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi, múa, thoát y, kích dục. Khi các quý bà có nhu cầu mua bán dâm thì số nhân viên sẽ đưa khách qua các điểm khách sạn do nhân viên quán chọn. Các tiếp viên nhà hàng khai chuyên tiếp khách nước ngoài, sau đó thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5 triệu đồng một lần và 8 triệu đồng qua đêm. Mỗi lượt tiếp viên đi bán dâm, quản lý sẽ được hưởng 500.000 đồng. Nếu tiếp viên bán dâm qua đêm thì quản lý sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Trước thực trạng đáng báo động này, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Sau nhiều lần mật phục điều tra và thu thập chứng cứ, thì ngày 28 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an quận 7 và Công an quận 1 triệt phá hai ổ mại dâm quy mô lớn, núp bóng kinh doanh nhà hàng, quán karaoke, chuyên phục vụ khách nước ngoài và quý bà. Công an đã tạm giữ Lê Thị Trúc Ly, sinh năm 1984, Đặng Thành Giỏi, sinh năm 1996 về hành vi môi giới mại dâm, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, kiểm tra hai khách sạn ở quận 7, công an phát hiện 4 cặp nam nữ mua bán dâm, khách mua dâm có quốc tịch Hàn Quốc. Sau đó, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm tra nhà hàng trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 phát hiện nhiều sai phạm. Đáng chú ý, những ổ nhóm này không chỉ được người Việt điều hành mà người nước ngoài cũng trở thành kẻ đứng đầu. Theo đó, thời gian qua ở thành phố Hồ Chí Minh nổi lên nhà hàng Joy trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 hoạt động từ tháng 7 năm 2023. Do Hoàng Trang Nam trực tiếp điều hành, cơ sở với 30 phòng karaoke không phép này chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài. Nơi đây có khoảng 180 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ khác. Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ bán dâm giá 3,8 triệu đồng một lượt. Hoàng Trang Nam hứa trả lương và tiền hoa hồng cao nên đã lôi kéo được nhiều người tới làm việc. Tổng số tiền mà nhóm thu lợi từ hoạt động mại dâm khoảng 20 tỷ đồng. Công an phát hiện tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm tại các khách sạn, chung cư như Akoya trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, chung cư Sunrise City View trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. Biết nhà hàng bị kiểm tra và sợ bị bắt giữ, Hoàng Trang Nam cùng đồng phạm bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành nhưng không thoát. Trước đó, tại quận Bình Tân, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt khẩn cấp Phan Hoàng Phương, tổng quản lý hai nhà hàng Ruby, Thảo Vi ở quận Bình Tân, Lê Thành Vinh, nhà hàng Ruby, Nguyễn Thị Thảo, nhà hàng Thảo Vi về hành vi môi giới mại dâm. Hai cơ sở có trên 100 tiếp viên nữ đã tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm. Giá cả mua bán dâm từ 3 triệu đồng một lần và 6 triệu đồng một đêm. Liên quan tới hành vi môi giới mại dâm, vừa qua, Hồ Thị Hạnh,
Đậu Thị Liên bị Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ. Ngày 27 tháng 12, Công an kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn quận 5 và quận 10. Qua đó làm rõ Hạnh, Liên có hành vi môi giới cho 4 cô gái là mẫu ảnh, hoa khôi, một cuộc thi sắc đẹp, sinh viên đến khách sạn để bán dâm cho khách. Hạnh và Liên khai nhận liên hệ với nhiều cô gái trẻ đẹp, gửi hình ảnh kèm bài lăng xê cho khách mua dâm nhằm tăng giá bán dâm và tạo cuốn hút cho khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh, Liên được hưởng số tiền từ 4 đến 15 triệu đồng. Ngoài việc môi giới mại dâm, cả hai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá từ 25 đến 50 triệu đồng một lượt cho các đại gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời điểm cơ sở hoạt động tháng 7 năm 2023 tới lúc bị bóc gỡ, tổng số tiền mà nhóm Hoang Trang Nam thu từ hoạt động mại dâm khoảng 20 tỷ đồng. Về mặt logic, tội phạm khi chủ ý thực hiện hành vi thường có tính toán đường đi nước bước, họ phải có niềm tin rằng không bị lộ mới dám mở rộng ranh giới lộng hành. Đương nhiên, ở phía đấu tranh, công an đã thực hiện nhiệm vụ mà xã hội giao phó khi lột những tấm vải thưa và bẻ gãy những cây kim trong bọc. Có điều, để những đường dây ấy tồn tại đủ lâu đến mức gây dựng uy tín lên tới vài triệu đồng một lượt bán dâm, tổng số tiền móc từ túi khách làng chơi được tính bằng hàng chục tỷ đồng thì rất đáng suy nghĩ. Bởi để tội phạm phát sinh, nảy mầm, tồn tại và ung dung phạm pháp tại chính địa điểm, lĩnh vực mình quản lý, thì trách nhiệm của lực lượng chức năng địa phương và cơ quan chuyên ngành không thể không có. Sự tinh tường của những tai mắt ở cơ sở không thể không đặt dấu hỏi. Họ đã ở đâu khi mỗi ngày hàng trăm phẩm giá bị trà đạp, hàng trăm cuộc giao dịch bất minh diễn ra và vô số đại gia lắm tiền đến địa bàn thực hiện hành vi lệch chuẩn? Họ sẽ làm gì khi những bất thường đã được phanh phui? Những hoạt động nào được tiến hành để không tái diễn sự tai tiếng tương tự trên địa bàn, lĩnh vực quản lý? Cuộc chiến với những kẻ bất lương, cuộc chiến với những đối tượng vì tiền mà nhờn pháp luật, trong đó có tội môi giới, chứa mại dâm sẽ còn gian nan nếu những câu hỏi trên chưa có câu trả lời cùng biện pháp khắc phục thỏa đáng. Trước đó, ngày 24 tháng 7 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Kim Tae-hyung, sinh năm 1975 và Cha Jin-young, sinh năm 1977, quốc tịch Hàn Quốc, Lee Hoon-chun, sinh năm 1998, Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh năm 1989, Lê Tấn Thanh, sinh năm 1975 về tội môi giới mại dâm và Bùi Thị Phương Dung, sinh năm 1989 và Bùi Duy Hòa, sinh năm 1984 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhà hàng Gallery hoạt động từ giữa năm 2022 do Kim Tae-hyung và Cha Jin-young làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở. Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép. Cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý thì các hotgirl sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá bán dâm từ 2,3 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng một lượt, tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm, thì tổng quản lý Lee Hoon-chun sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư. Nhà hàng này có hệ thống báo động khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ, 4 tài xế và xe ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến điểm mua bán dâm. Cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại và được đề phòng nghiêm ngặt, cảnh giác. Khi khách đến nhà hàng được quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn như múa sexy sẽ được các cô gái trẻ phục vụ tới bến với giá hợp lý, được đảm bảo không bị cơ quan công an kiểm tra. Khuya 19 tháng 7 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra nhà hàng Gallery, phát hiện chủ nhà hàng là Kim Tae-hyung, Lee Hoon-chun, quản lý, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Madam cùng 52 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và một số khách nước ngoài đang ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng. Kiểm tra một khách sạn ở quận 1, công an phát hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Gallery thì được quản lý Lê Hyun Chun và Madam Nguyễn Thị Ngọc Loan môi giới cho mua dâm với hai tiếp viên nữ của nhà hàng với giá bán dâm 3,8 triệu đồng. Ngoài ra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1995, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm về hành vi môi giới mại dâm. Nhà hàng Song Song hoạt động từ tháng 6 năm 2023, có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Đài Loan, Trung Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách tới bến có nhu cầu. Giá bán dâm từ 3,5 triệu đồng một lượt, qua đêm giá 5 triệu đồng một lượt, tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. Nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì tổng quản lý Nguyễn Thị Ngọc Ánh chỉ đạo các quản lý người Việt Nam
trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để bán dâm với khách. Qua việc tổ chức các hoạt động mại dâm tại nhà hàng, Ánh thu lợi bất chính số tiền mỗi tháng gần 2 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.